Biên quan điệp báo. Tỳ là oan hồn dưới đao của Vạn Tuế. Trẫm chưa bao giờ giết một cô gái nào như ngươi, chứ đừng nói là giết oan. Vạn Tuế không tự tha giết chết nô tỳ. Nhưng lúc Vạn Tuế trừng trị nghịch đảng Hồ Quy Dung, cả một a hoàng nhỏ bé như nô tỳ mà cũng không tha. Đáng thương cho tôi bán bình chôn cha làm a hoàng trong phủ Hồ Tể Tướng chỉ mới có một ngày mà đã gặp phải quả sát thương. Vạn Tuế, người nói nô tỳ có chết oan không? Vậy tối nay ngươi tới là để hại trẫm mà. Tiểu nữ không dám. Vì người buôn trẫm giải oan cho ngươi. Đừng nói là Vạn Tuế sẽ không làm như vậy. Vì có giải oan thì cũng không chỉ cho một mình đô tiền. Trong số hơn vạn người bị giết trong vụ án nghịch đảng Hồ Duy Dung, ai có thể nói rõ là đã có bao nhiêu hồn ma oan khuất. Vậy người buôn trẫm làm gì đây? Nô tỳ tới cầu xin Vạn Tuế phát một văn điệp cho Diêm Vương địa phủ, giúp những oan hồn như nô tỳ có chỗ nương thân, không còn lang thang dứt dưỡng. Được, được. Vậy trẫm sẽ dựng đàn làm pháp sự, ăn chay siêu độ các ngươi. Ngươi thấy được chưa? Tạ Vạn Tuế. Người đâu? Người đâu? Vạn Tuế. Người khai bấm Vạn Tuế, Hàn Quốc công xin được kiến giá. Không, không, trẫm tâm trạng không vui. Ngày mai kêu ông ấy tới đưa qua viên gặp trẫm. Tuân chỉ. Vạn Tuế gia, Lý Đại Vân tới. Hả? Thần Lý Thiện Trường, cung thỉnh Hoàng thượng thanh an. Ai khanh miễn lễ, mau, ban ngồi, tạ Hoàng thượng. Ai khanh ngồi. Bẩm Hoàng thượng, người triệu gấp hạ thần tới đây không biết là có chỉ dụ gì. Thì cũng vì thiếp mục dĩ ở phương Bắc đã nhiều năm xâm phạm, bây giờ lại dám ngang nhiên chiếm lĩnh mấy tòa thành trì của Đại Minh ta. Ai khanh, theo khanh làm sao để đối phó đây? Hoàng thượng, lão thần cho rằng chuyện này không thể nào coi nhẹ được. Không thể cứ để tặc tử hung hăng hống hách, mà nên lập tức điều binh khiển tướng, xuất binh chinh phạt, để an lòng dân, giữ yên xã tắc. Vì theo ấy khanh,
nên điều ai đi thì tốt. Tiểu nghi Lý Kỳ thì sao? Đàn quy thầy lão ái khanh khẳng khai tự tiến cử, trẫm cũng có ý này, chỉ là thật khó mở lời. Hoàng thượng à, sao lại nói như vậy? Một đời lão ái khanh dình giang sơn cho trẫm vào sinh ra tử, nay tuổi sắp thất tuần, còn thay trẫm gánh vác quốc sự. Trẫm thật không đành lòng lại bắt lệnh lang phải xa rời lão ái khanh, đi chinh chiến được biên quan ngàn dặm. Bẩm hoàng thượng, thân là thần tử, coi trung quân là nhiệm vụ của mình. Huống chi là chúng ta vừa là vua tôi một nước, vừa là thông gia một nhà, vui buồn cùng hưởng, vinh nhục cùng chia mà. Này thiếp mộc nghĩ xâm phạm biên cương ngông cuồng như vậy, phò mã thân chinh đi chinh phạt là trách nhiệm không thể tự nang, có thể giúp nâng cao sĩ khí toàn quân cùng hăng hái tiến lên, thắng lợi dễ dàng. Ai khanh à, trẫm có ai khanh đúng là trời ban cho. Dạ. Phủ Hàn Quốc công. Tốt lắm. Tốt. Con à, lần này xuất chinh ra biên thùy là do cha tự đề cử, hoàng thượng đã khâm điểm, là trọng trách của triều đình, nặng tựa ngàn cân đó. À, ở nhà không sao đâu, con không cần phải lo ha. Chưa có thánh ý của hoàng thượng, tuyệt đối không được rời tiền tuyến. Quân tình đại sự phải thường xuyên trình báo với hoàng thượng, điều này con phải nhớ cho thật kỹ. Con xin ghi nhớ lời cha. Khải bẩm phò mã, quân ta đã sẵn sàng xuất phát, mời phò mã gia phát lệnh. Con xin bái biệt song thân. Con ơi, coi để coi hoàng ân bao la, thiên hạ thái bình. Nay muốn âm dương cùng chung hưởng, người và ma cùng vui. Chọn ngày 15 tháng 7 lập đàn cầu siêu ở chùa Tướng Quốc. Phàm là cao tăng các miếu tự lập tức về kinh tham dự đúng giờ, không được chậm trễ. Lệnh ban. Lệnh lão bốc cả âm dương, cái chuyện cõi âm cũng nghĩ tới được. Hey, hoàng thượng giống xuất thân là hòa thượng mà. Nè, chuyện này Tết ma ở kinh thành mới đông vui đó. Sau đó anh đại không nói gì, chỉ nói Sơn Ba về học quan, trời ban cho mối nhân duyên tốt, về tới học quan không ngủ được. Tiếc là Sơn Ba quá ngu ngốc, suy nghĩ máy móc không nghĩ ra. Thời gian trôi nhanh như tên bay, thức tới trời sáng không ngủ được, không ngủ được. Cô gái à, cô nương à, uống chén canh này đi, dù
có gặp khó khăn tới đâu, nhưng chỉ cần được sống tiếp rồi sẽ có ngày vui vẻ thôi. Cô nương, nhìn cách ăn mặc của cô chắc không phải thuộc gia đình bình thường. Nếu như cô muốn quay trở về, lão sẽ thuê kiệu để đưa cô trở về, không đòi hỏi gì người nhà của cô đâu. Cô nói đi chứ. Nếu như cô bị câm thì có thể gật đầu hay lắc đầu gì cũng được hết á. Long ca nhìn kìa, nhìn tiểu hòa thượng đó đi, mặt mày thanh tú, rõ ràng rất giống một cô nương nha. Nói bậy đi, bán bổ Phật môn sẽ gặp báo ứng đó. Trình cô nương à, nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng. Điều ta không thể ngờ là đường đường một thượng thư đại nhân mà lại đi làm những chuyện như vậy. Tôi ngưỡng mộ giải tấn tài hoa, căm ghét Ngô Quan ham danh lợi, phản cảm phụ mẫu vô tình, than trách cho chính mình mà khổ. Tôi không còn đường nào để chọn, chỉ biết trong mình tự tử mới có thể giải thoát được. Cô nương à, cô làm vậy là sai rồi. Phụ mẫu vô tình đó là một chuyện khác, nhưng mà tấn ca của cô sẽ vì sự thiếu suy nghĩ của cô mà hối tiếc cả đời. Trình cô nương à, nghĩ thoáng hơn đi. Người cô yêu thương và người thương yêu cô đều rất mong cô vui vẻ hạnh phúc mà sống tiếp. Trình cô nương, con người phải sống vì chính mình, sống quanh quanh liệt liệt cũng là sống đó, sống âm thầm lặng lẽ thì cũng là sống thôi. Quan trọng là phải biết kiên cường mà sống tiếp. Như vậy đi, giờ cô cứ ở đây tịnh dưỡng vài hôm, đợi sức khỏe hồi phục rồi á, lão sẽ đưa cô về nhà. Cô thấy vậy được không hả? Về nhà? Ờ. Tôi là kẻ có nhà không thể về. Nếu như bây giờ tôi quay về, cha mẹ vô lương tâm của tôi vẫn sẽ tìm cách đẩy tôi vào hố lửa, vẫn sẽ bắt tôi lấy tên tiểu nhân Ngô Quan ham danh lợi đó. Vậy phải làm sao đây? Dù sao thì tôi cũng chỉ sống có một mình. Nếu như cô không chê á, thì tạm thời cứ ở đây đi, cũng chỉ thêm có đồ đũa cái chén thôi, không có sơn hào hải vị như nhà cô, nhưng mà cơm canh đạm bạc tôi vẫn có thể nuôi nổi cô. Bần tăng bái kiến hoàng thượng đại minh. Sư đồ bần tăng phụng mệnh của quốc vương nước Thiền Trúc tới đây theo lời mời, thứ nhất để giao lưu đạo nhà Phật hai nước, hai là muốn góp sức mọn cho việc lập đàn cầu siêu phò độ âm dương của hoàng thượng, quốc thư và Phật vàng của bốn quốc. Xin vạn tuế nhận cho. Đại sư, mời ngồi. Ta hoàng thượng. Quốc vương bổn quốc biết được hoàng thượng đang tìm bảo vật trấn quốc, dân tặng Phật vàng để hoàng thượng chọn. Nếu được lựa chọn, quốc vương sẽ đích thân tới đây tham dự đại lễ, cầu mong ngàn